tại miền Bắc, thời tiết vẫn duy trì trạng thái mưa phùn nồm ẩm. Tuy nhiên, một đợt không khí lạnh sẽ xuất hiện từ đêm ngày 13 đến ngày 14 tháng 2, khiến cho nhiệt độ giảm sâu và kết thúc chuỗi ngày nồm ẩm kéo dài. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho hay do tiếp tục nằm sâu trong khối không khí ẩm, nên ngày 8 tháng 2, khu vực Đông Bắc Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Riêng khu vực vùng núi, sáng có mưa, mưa rào có nơi có rông. Khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rông cần đề phòng lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong mưa rông khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 24 độ, có nơi trên 24 độ. Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông nam cấp 2 cấp 3 trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 24 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nhiều mây, sáng và đêm mưa nhỏ, mưa phùn, sương ngủ rải rác, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ. Dự báo mưa phùn mưa nhỏ ở các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ kéo dài đến khoảng ngày 12 tháng 2. Từ đêm 13, 14 tháng 2, khu vực này đón đợt không khí lạnh, trời chuyển mưa rào rải rác, từ 15 tháng 2 mưa tạnh. Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh này, các tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ chuyển từ mưa phùn mưa nhỏ sang mưa rào rải rác trong mưa rông đề phòng lốc xét gió giật mạnh. Dự báo bắt đầu mưa từ đêm 13 tháng 2 kéo dài đến hết 14 tháng 2, sau đó trời tạnh giáo, chuỗi ngày nồm ẩm chấm dứt ở miền Bắc, Bắc Trung Bộ. Các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, trưa chiều, chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 26 đến 29 độ. Các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất 28 đến 31 độ. Dự báo khoảng 14 đến 16 tháng 2, các tỉnh Quảng Bình đến Bình Định có thể đón đợt mưa rào và rông rải rác do tác động của không khí lạnh. Các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế chuyển rét, các tỉnh Đà Nẵng đến Bình Định có thể chuyển lạnh. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Nam bộ ngày nắng miền Đông có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, trong mưa rông khả năng xảy ra lốc sét gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 34 độ.